Chào anh em nhé. Hôm nay mình sẽ giới thiệu về cái bút điện tử đa năng dùng pin có đèn soi. Đây là cái bút của nó này. Hàng rất xịn nhá. Bút này có thể đo được từ 0V tới 300V. Đo được điện xoay chiều, điện một chiều. Đo được điện ắc quy ô tô xe máy, xe đạp điện 12V, 24V, 48V và 60V. Đo điện lưới 220V. Đo điện trở, đo diốt, đo thông mạch, kiểm tra đường sạc ắc quy. Và trên thân bút nó sẽ có 3 nút. Nút trên cùng màu đỏ sẽ là nút tắt mở nguồn. Nút ở giữa sẽ là nút lưu lại cái thông số anh em vừa đo. Nút dưới cùng sẽ là nút chuyển chế độ đèn sáng màn hình và đèn soi sáng. Thì bây giờ mình sẽ test trực tiếp những cái sản phẩm mình đã để sẵn ở đây rồi cho anh em xem qua. Trong tí nữa mình sẽ ra ngoài xe, mình sẽ test trực tiếp trên con xe gai FI và một con xe số không FI, để anh em biết được cái bút này nó sử dụng như thế nào, có hiệu quả hay không. Thì bây giờ mình sẽ đo cho anh em xem qua nhé. Cây bút này khi sử dụng thì rất dễ sử dụng nhá. Anh em chỉ việc mở nguồn lên là sử dụng. Anh em đo thoải mái, không sợ chập cháy nhá. Và cũng không cần điều khiển vặn ngược vặn xuôi, vì tất cả đều tự động hết, đo được tất cả các chi tiết anh em cần đo. Và cái bút này có thể phân biệt được buji xịn và buji rẻ tiền, và có thể phân biệt được dương và âm. Thì bây giờ mình sẽ khởi động lên nhá. Đầu tiên anh em sẽ giữ nguyên nút nguồn này, là khởi động bút lên này. Anh em muốn cái màn hình nó sáng, anh em sẽ ấn lên một cái. Nào màn hình nó sáng. Anh em muốn màn hình không sáng, anh em ấn một cái nữa. Tắt đi. Anh em muốn đèn ở đây nó sáng lên để anh em soi, anh em giữ nguyên. Là nó sáng. Anh em không muốn sáng, anh em lại giữ nguyên. Là nó mất đi. Có cái nút giữ này, nút new. Thì bây giờ mình sẽ thử cái ắc quy cho anh em xem luôn. Đây là cái ắc quy. Bên này bên dương, bên này bên âm. Thì mình sẽ cho đầu bút vào dương. Cái dây còn lại đội cho vào âm. Anh em nhìn trên màn hình này đang là hiện 12V 37 nhá. Bây giờ mình sẽ cho màn hình nó sáng lên cho dễ nhìn nữa. Đây là 12V 37, anh em đang đo đúng nhá. Nếu anh em đo sai một cái là sẽ trước số 1 nó có một cái dấu trừ nữa. Bây giờ mình ví dụ mình đo sai này, đảo đầu này, anh em thấy chưa, trước số 1 sẽ có một dấu trừ, đấy là nó biết ngay là anh em đang đo sai cực. Thì anh em đo đúng thì anh em sẽ biết ngay là dây nào dây dương, dây nào dây âm, đúng chưa. Còn khi anh em muốn lưu, đúng không? Muốn new anh em sẽ ấn nút new này. Ấn một cái nút new này. Anh em thấy chưa? Trên này nó đang new là 12V 37. Đấy là cách thức sử dụng của bút nhá. Rất đơn giản thôi. Còn bây giờ mình sẽ đo cái điện lưới cho anh em xem luôn. Ví dụ đây điện lưới này. Cắm vào đèn sáng này. Thấy chưa? Bây giờ mình sẽ đo điện lưới nhá. Khi anh em cắm đây vào này. Đó, trên bút sẽ hiện này. 236V. Đấy, đúng không? 236 đây. Thì điện lưới sẽ dao động từ 220 đến 230V đấy. Thì đang báo cái này là ok rồi. Còn nếu anh em cầm một cái đầu bút này, anh em cắm vào một cái lỗ bên này, nó không hiện số thì chứng tỏ đây đang là âm. Còn cắm sang bên này, nó đang hiện số này, chứng tỏ đây đang là dương. Đấy, anh em thấy chưa? Rất đơn giản đúng không? Còn bây giờ mình sẽ kiểm tra cho anh em xem qua cái quận nổ này trước đi. Bây giờ mình sẽ kiểm tra quận nổ nhé. Quận nổ dao động từ 500 đến 600 ohm. Anh em nhìn trên bút này. 500, 53, 54 ohm này. Ok nhá. Kiểm tra quận xung này. Thì dao động từ 100 đến 140. Anh em nhìn quận xung này. Đang là 126, 27 này. Ok nhá. Còn khi anh em muốn kiểm tra bị đứt dây. Thì anh em có thể. Ví dụ anh em muốn kiểm tra cái dây vàng này. Xem đứt hay không, anh em hãy cắm vào đây. Nếu như mà nó không đứt thì nó sẽ kêu, anh em nghe này. Đấy, còn nếu nó mà bị đứt thì nó sẽ không kêu. Đây là đang không đứt nhá, thì nó sẽ kêu nha. Gọi là đo thông mạch. Đấy. Còn bây giờ mình sẽ đo bobin nhá. Ví dụ bobin này nó dao động từ 9 đến 14 ký này. Anh em sẽ cắm này vào đây. Đấy. Còn đầu bút này, anh em sẽ đo vào hai cực còn lại này. Anh em để ý này. 9 ký rưỡi này. Cực bên này nữa này. Cũng là 9 ký rưỡi này. Ok nhá. Còn ví dụ đo cái tẩu buji đi. Đấy. Tẩu buji dao động từ 4 ký rưỡi đến 5 ký. Thì anh em sẽ nhìn qua này. Đấy, 5 ký này. Ok nhá. Còn ví dụ cái điện trở này. Mình đo điện trở đây là điện trở 220.
Và đây là điện trợ, bo cái điện trợ 220 trước này. Em nhìn nhé. Đây là đang báo là 209 này. Bình thường 220 nó báo 209. Điện trợ bao giờ nó cũng xê dịch số nhá. Ví dụ 220 có thể hơn 220 hoặc gần 220 là ok. Đấy, đây là 213 này. Ok nhá. Còn đây là điện trở đang 1,5K, nghĩa là 1.500 ohm. Con này mới có là 220 thôi, con này sẽ là 1.500 ohm, sẽ ghi đây 1,5K. Thì anh em sẽ nhìn đây. Đấy. Anh em nhìn đấy. 147 mấy này, gần 1.500 này. Ok nhé. Tiếp theo sẽ đo cái buji. Đây là buji chân dài xét 16 nhá. Outlet. Hàng xịn của Honda luôn nhá. 4,5 kg đến 5 kg nhá. Bốn ký 19. Anh em nhìn kỹ này. Cầm không chắc nó sẽ nhảy số loạn nên anh em bút điện tử nó nhạy cho nên anh em phải cầm chắc này nhá. Đấy, 4 ký 17-18 này, ok nhá. Tiếp theo sẽ là cái buji chân dài Z14 của SH2020. Buji này gen nó rất dài, buji Z14 này cũng từ 4 kg đến 5 kg này, 4,5 kg. Đang là 4,63 kg nhá. Ok nhá. Còn đây là cái buji Thái này. Cũng từ 4,5 kg. 4,47 kg này. Okay, tiếp theo sẽ là một cái buji gọi là buji tàu chân dài không có chợ. Thì khi anh em đo này, nó sẽ không có chợ và nó sẽ kêu tít tít cho anh em phân biệt luôn. Đấy, buji tàu này sẽ kêu luôn này. Anh em thấy chưa? Em cầm chắc rồi. Đấy, thấy chưa? Buji tàu này sẽ kêu nhá. Còn đây một cái nữa này. Đây là cũng buji tàu, hãng Denso, còn đây là hãng NGK. Con này cũng kêu luôn này, không có chợ nó sẽ kêu luôn. Thấy chưa? Đấy, phân biệt buji xịn, buji tàu. Xịn nó sẽ báo chợ, tàu nó sẽ kêu luôn. Đấy là với buji chân dài. Còn nếu với buji chân ngắn nha, vẫn là buji xịn, không có chợ thì nó vẫn kêu bình thường. Đó, riêng dòng xe ga chỉ có buji chân dài, hàng xịn sẽ có chợ không kêu. Còn buji chân dài, hàng tàu không có chợ sẽ kêu. Còn buji chân ngắn không có chợ nhưng vẫn là hàng xịn nhưng nó vẫn kêu. Anh em nhớ là buji chân dài, chân ngắn sẽ phân biệt như thế nha. Đây là hàng xịn luôn này, nhưng hàng này là chân ngắn không có chợ, nó vẫn kêu bình thường. Thấy chưa? À, cho nên hôm nay mình chia sẻ với anh em này, cách thức đo đạc và phân biệt, anh em sẽ xem qua anh em sẽ biết được. Còn ví dụ như đây là cục pin này, chuyên nắp vào cái chuột máy tính này, rồi nắp vào các cái đồng hồ treo tường này. Đó. Ở đây 1,5V này, anh em sẽ nhìn này. Cầm chưa chắc. Đấy, đang là 1,4V 82 này. Em thấy chưa? Còn ví dụ như đây là đo cục sạc này, đo diode nhá. Thì anh em sẽ cho một dây này vào đây, một dây này vào đây này. Em nhìn này, đầu này không thông này. Còn nếu đảo chiều này, anh em thấy nó thông này. Đấy, là ok. Đây là cách phân biệt cục sạc là còn sống hay chết. Đây là đo diode này. Phải có một chiều thông, chiều không thì mới được. Chứ hai chiều mà cùng thông là cũng không được. Mà hai chiều cũng không thông cũng không được. Cho nên phải có một chiều thông, chiều không thì con diode ở trong cục sạc này nó mới đang sống. Như con này đang sống này. Đây là chiều thông này. Đúng không? Chiều thông như này thì đầu kim đồng hồ sẽ là dây trắng dưới mâm điện lên. Còn đầu còn lại thì sẽ vào dương quy. Còn chiều này là chiều không thông này. Như thế này kết luận là cục sạc đang tốt nha. Diode đang tốt nha. Còn đây là pin này. Pin giỏ mót này. Em đo này,
Đấy, hơn 3V này. Thấy chưa? Còn ví dụ anh em mà đo sai, sai dương sai âm thì cũng hiện hơn 3V, nhưng ở trên chốc dấu 3 nó hiện thêm một dấu trừ, anh em đang đo sai. Đấy, có đo đúng rồi. Ok chưa? Thì vừa xong mình đã chia sẻ với anh em là cách đo đạc. Video này hơi dài, cho nên anh em xem, anh em sẽ xem kỹ, anh em sẽ biết được cách thức đo đạc và tác dụng của cái bút như thế nào. Đấy. Còn anh em cần đến cái sản phẩm này, anh em có thể alo cho mình, bảo cho mình là gửi cho một cái bút có đèn, nghĩa là bút dùng pin có đèn. Đấy. Anh em cứ nói thế này, anh em mình sẽ biết ngay là anh em đang cần mua bút này. Chứ anh em chỉ bảo là gửi cho anh em một cái bút điện tử không thôi thì bên mình đang bán mấy mấy mẫu bút điện tử, cho nên không biết anh em lấy loại nào. Còn cái mẫu này khi anh em đặt hàng, anh cứ kêu là gửi cho cái bút điện tử có đèn. Anh em nhớ nhá, cứ ghi là bút điện tử có đèn là mình biết ngay là cái mẫu này, thì chỉ cái mẫu này có đèn thôi. Còn cái mẫu mới mới mẫu kia là mình không có đèn, cho nên là anh em nói mình biết luôn. Còn cái này cứ nói là bút điện tử có đèn nhá. Còn bây giờ mình sẽ ra kia, mình sẽ test trực tiếp trên xe cho anh em xem thực tế luôn. Bây giờ mình sẽ dùng cái bút này kiểm tra trực tiếp trên con xe gai FI này, xong tí nữa mình sẽ kiểm tra xe số không FI cho anh em xem luôn. Kiểm tra trên con xe gai FI này thì mình sẽ kiểm tra 2 dây bobin, 2 dây kim phun và 2 dây bơm xăng. Còn kiểm tra trên con xe số thì mình sẽ kiểm tra điện xoay chiều, điện một chiều và điện sạc AQUI. Thì trước khi kiểm tra thì mình sẽ lổ thử máy đã nhá. Bây giờ mình sẽ mở khóa lên này. Xe đang nổ bình thường nhá. Thì bây giờ mình sẽ tắt khóa đi, mình kiểm tra nhá. Đầu tiên thì mình sẽ kiểm tra 2 dây của bobin trước này. Tất cả các dòng xe ga xe số FI, 2 dây bobin này sẽ có một dương một âm. Dương sẽ lấy điện 12V từ ổ khóa hoặc từ cầu chì. Âm sẽ là lấy từ IC cấp ra. Như con bobin này sẽ là từ IC cấp xung cho con bobin. Thì bây giờ mình sẽ đo thử cho anh em xem. Nếu như hai cái rắc này nó còn nguyên bản, anh em nhìn ở đây anh em sẽ biết luôn nó là rắc nào là rắc dương. Mình ví dụ thế, nếu như nó không còn nguyên bản thì anh em sẽ dùng cái bút này anh em kiểm tra luôn. Anh em sẽ cắm đầu bút vào một cái rắc cần kiểm tra. Bắt đầu anh em mở khóa điện lên. Đầu còn lại anh em sẽ cho ra mắt khung. Thì trên này nó sẽ hiện này 12V 66. Đấy là điện 12V. Thì đương nhiên cái dây còn lại sẽ là dây mát IC cấp ra. Thì anh em sẽ cắm vào dây này. Thì anh em nhìn qua trên cái đồng hồ đây, nó đang hiện 3 vạch nhá. Để mình phóng to một tí này. Đấy, nó đang hiện 3 vạch. Khi anh em đề thì nó sẽ nhảy số. Bây giờ mình sẽ đề thử đây. Đấy, đang nhảy số đây. Không đề nữa, nó lại trở về 3 vạch. Khi đề nó lại nhảy số đây. Đấy. Như thế này là anh em kết luận là đường dây về bobin, dương âm đều tốt nhá. Bây giờ mình sẽ kiểm tra phần khác. Bây giờ mình sẽ cắm bobin đồ đẵng này. Bây giờ mình sẽ kiểm tra đến phần rắc kim phun. Rắc kim phun thì mình sẽ rút ra này. Cái rắc này này, nó nhỏ này. Anh em dùng cái đầu bút này anh em cắm đây thì nó hơi bị chật. Anh em muốn dễ làm thì dùng cái đầu bút nậy cái nhựa trắng này ra. Này anh em đo được luôn. Còn nếu như mà anh em không muốn nậy thì anh em có thể mà cái đầu này nhọn nhọn đi một tí. Anh em sẽ làm được. Còn hôm nay mình đang quay video cho anh em thì mình sẽ lấy tạm một cái rắc khác nhé. Mình sẽ lấy tạm một cái rắc bên ngoài. Mình sẽ cắm trực tiếp vào. Ví dụ bây giờ mình sẽ cắm vào hai cái rắc ở trên rắc kim phun này. Đấy, mình cắm vào. Thì cái đầu của bút này mình sẽ cắm vào cái dây đen chọc trắng nửa 12V. Còn đầu còn lại mình sẽ cắm vào dây hồng chọc xanh mát từ IC cấp cho kim phun. Thì anh em nhìn qua ở trên cái đồng hồ đấy nhá, nó đang báo, anh em để ý nhá, trên đồng hồ khi mình chưa đề nó đang là hơn 10V, gần 11V này. Khi đề một cái nó sẽ có hơn 9V. Đấy, hơn 9V này. Không đề nó lại lên là hơn 10V. Đề thử cái nữa này, sẽ lại tụt xuống còn hơn 9V. Đấy, như thế này anh em kết luận là dương âm cấp về rắc kim phun tốt nhá. Thì bây giờ mình sẽ kiểm tra tiếp cái rắc của bơm xăng. Cái rắc của bơm xăng này. Đấy. Rắc của bơm xăng thì mình sẽ rút cái rắc này ra. Bình thường ở trên cái rắc này này,
nó cũng bé như là jack kim full, cũng khó đo. Anh em dùng luôn cái này, cậy này lên đấy, cậy luôn cái nhựa lên này, anh em thấy chưa, cậy cái nhựa lên xong là bắt đầu anh em sẽ đo. Đây mình đang quay video thì mình sẽ lấy tạm cái này luôn nhá. Bình thường anh em chọc cái bút vào đo luôn, nhưng mình sẽ lấy cái dây này cắm vào dây nửa này, 12V. Đấy, còn dây này sẽ cắm vào dây mát IC cấp ra này, mát IC cấp ra. Thì anh em sẽ quan sát trên cái bút nhé. Đấy, em nhìn kỹ nhé, để mình cầm cho chắc đã. Bây giờ khi mình tắt khóa đi này, đấy, tắt khóa đi thì con số nó sẽ như thế này. Khi mở lên nó sẽ báo 12V, xong bắt đầu tụt xuống, bắt đầu trở về 3 vạch. Anh em để ý này, mở lên này, 12V45, bắt đầu tụt xuống rồi. Đấy, trở về 3 vạch, xong bắt đầu về mấy con số nhảy nhảy như này, đúng không? Khi tắt đi này, nó về như này, số điện tử nó sẽ nhảy như này. Đây là đang ở chế độ tắt này. Còn khi anh em đo nên mở khóa nhá, khi mở khóa lên anh em sẽ thấy 12V, xong bắt đầu nó xuống 3 vạch này, 12V45 này, bắt đầu xuống 3 vạch này. Đấy, ok chưa? Như thế là kết luận là IC nó đang cấp mát cho bơm xăng tốt nhé. Tùy từng cái chi tiết anh em cần đo, có chi tiết thì sẽ cấp mát, như cái bơm xăng này cấp mát nó sẽ hiện 12V. Còn những cái chi tiết như là bobin kim phun thì nó cấp xung đến chi tiết đó thì nó lại không hiện số vôn như có cái bơm xăng này. Nó sẽ khác một chút nhé. Anh em nhìn qua anh em sẽ hiểu luôn. Bây giờ mình sẽ kiểm tra điện xoay chiều, điện một chiều ở con Z Việt Nam này nhá. Bây giờ mình sẽ rút cái giắc sạc này ra. Ở trên cái giắc sạc này có một dây trắng, dây vàng. Dây vàng là điện yếu hơn này, dây trắng khỏe hơn. Thì bây giờ mình sẽ đo dây vàng điện yếu hơn trước này. Anh em sẽ cắm đầu bút vào đây, đầu còn lại cho ra mắt khung, nổ máy lên đi. Anh em giữ thật chắc tay nhá, thì nó đỡ bị chập chờn. Còn khi giữ mà không chắc là con số nó sẽ bị chập chờn nhá. Anh em để ý trên đồng hồ này, nó đang hiện là hơn 10V này, nghĩa là hơn 9V, là hơn 10V, nó sẽ nhảy lên nhảy xuống một tí liên tục vì đồng hồ điện tử nó sẽ là như vậy. Đấy, bây giờ mình sẽ cho sang cái dây trắng khỏe hơn nhá, sang dây trắng này, sang dây trắng anh em nhìn này, đấy, nó toàn 11V, 12V, như thế là ok rồi, là đã phân biệt được dây nào dây khỏe, dây nào dây yếu nhá. Còn bây giờ mình sẽ kiểm tra là từ dưới mâm điện nó phát lên xem là bao nhiêu vôn. Bây giờ mình sẽ thử dây trắng luôn này, ga thử đi. Đấy, anh em vừa nhìn nhá, lúc ga cao một tí nó có thể lên đến gần 100V. Như thế là kiểm tra từ mâm lên là anh em biết luôn là khỏe yếu, là biết luôn nhá. Nếu anh em gai hết ga nó sẽ lên số vôn cao hơn 100V. Còn bây giờ mình sẽ cắm vào này để kiểm tra đường điện một chiều nhá. Bây giờ tắt máy đi. Khi máy chưa nổ thì mình sẽ đo trực tiếp này, là điện của bình ắc quy nhá. Anh em nhìn đang là 12V57. Còn khi bây giờ mà lổ máy lên thì nó sẽ cao số vôn dần dần tùy theo tay ga của mình. Bây giờ lổ máy lên. Đấy, bây giờ anh em sẽ để ý nhá. Bây giờ hơi nhích ga từ từ nhá. Cần đến sản phẩm này có thể alo cho mình theo số điện thoại trên màn hình, mình sẽ cung cấp hàng cho. Hàng tới nơi đều được kiểm tra trước khi thanh toán.
chào anh em nhé.